Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai sản phẩm, mặt sau hai sản phẩm, một chiếc vàng Gricutin và một chiếc nâng tiếng Pro L. Đây là mặt trước sản phẩm nhé. Thì hai sản phẩm này em hôm trước còn báo giá với các bác rồi, chiếc trên là 2 triệu bao ship, chiếc dưới là 1,2 triệu cũng bao ship luôn, được không ạ? Thì chiếc trên là đã bị rách tem, thì bây giờ em sẽ báo luôn cho các bác xem nội thất ruột gan tổng quan của cái nâng tiếng, có tem của cửa hàng anh nổi tiếng lắm, rất quý anh mà anh rất nổi tiếng, hoành tráng luôn. Đây, máy móc bên trong nội thất của cái chiếc vàng này các bác ạ. Hai biến áp nguồn, phần xử lý nguồn này. Ở đây nó không còn IC để giao tiếp với máy tính nhé. Đấy, sẽ điều khiển trên màn hình và sẽ giao tiếp với máy tính qua cổng USB đằng sau. Cổng nguồn đây. Đấy, các chức năng các bác xem mặt sau này. Còn dưới con nâng tiếng thì vẫn nguyên tem nhé, em không tháo đâu. Nguyên tem em sẽ không tháo, mà em sẽ để đấy. Đấy. Các bác nào có thích thì tùy. Bên em bán hàng nó có sao nó thế, chứ không lòng vòng, không có vô vận. Nâng tiếng Pro L. Đấy. Cái vết mực này gọi bằng bút xóa này em sẽ tẩy sau. Đấy. AC2020XS và con vàng này là Gricutin KM320 DSP Digital ở Echo. Đấy nhá. Chiếc vàng này bên em đang bán với mức giá là 2 triệu bao ship, tặng cho các bác dây rắc. Còn nâng tiếng này em cũng bán cho các bác là 1,2 triệu bao ship và có tặng dây rắc, được chưa? Tất cả sản phẩm đây là có sao nói thế nhá. Về em còn chưa cắm thử điện cơ. Đấy. Tính đến ngày hôm nay còn chưa thử cắm điện. Đấy. Máy rất là xịn. Vàng này thì đúng là xịn nhá. Nên các bác nhìn này. Gutin Audio. Đấy, tất cả main board đều có số má hết. Đây, main board chính đây. Gutin Audio mặt sau đây. Sereno đây, đều có tem, đều có thông tin của Gutin hết. Đấy, gutin.com.cn. Đấy, được chưa? Tất cả main board đều là xịn hết. Máy chắc là chưa sửa chữa đâu. Cho người ta tháo ra người ta xem thôi chứ còn. Bên em tháo ra xem thôi chứ còn chưa có nghịch. Bây giờ còn chưa cắm điện cơ. FS1.5 này, Gutin này. Đấy, được chưa? Máy thì máy xịn nhá, không phải máy vớ vẩn đâu. Gutin này em mua với giá rất là cao bởi vì con này máy xịn. Em mua theo giá thị trường chứ không phải là mua vớ va vớ vẩn. Mua theo kiểu là không phải đồ của em mua giá đồng nát, không có đâu. Bên em mua giá cao lắm. Như cái con đẩy EV em còn lấy giá mà đăng lên khối bác bảo chú mua thế thì anh chịu rồi. Hôm nào anh mua con đẩy nó gần như thế, anh mua 800.000 xong này anh về anh ghép vào bộ của anh, xong này anh bán lại cho chú 1,5 triệu được không? Tùy. Nhiều các bác vui tính thế cái chỗ này, còn gọi điện hỏi hiểu ý thì em đến thua. Đây nhá. Thì trên đây là hai sản phẩm. Đấy, các bác nào quan tâm đến hai sản phẩm này thì hãy trực tiếp với em. Tổng cộng nếu mà các bác lấy hai chiếc này thì em chỉ tính giá là 3 triệu. Combo một là nâng tiếng và một là vang. Lấy hai chiếc thì 3 triệu bao ship, cũng tặng dây rác đầy đủ luôn. Đấy, được chưa? Giá khá là tốt cho các bác. Nhiều các bác thích ở tí. Bên em thì mỗi con làm tí thôi. Ví dụ con này là 300, con dưới là 300 thì các bác lấy hai con thì em được 600, nhưng mà nếu mà cùng một người lấy thì thôi em bớt đi tí. Đấy, ví dụ thế. Ok các bác nhá. Thì các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip test thử chất lượng âm thanh của hai sản phẩm này sau. Clip test lần sau. Nói nôm na thế để cho các bác dễ để biết đường săn đón và tìm mua, cũng như là điều hướng cái ví tiền đi làm sao cho nó đúng được, chứ đừng mua các loại ôi. Đấy. Gutin chính hãng nhá, không phải hàng phake vách viết gì đâu, xịn đấy. Và nâng tiếng Pro L cũng là cao cấp luôn, xịn luôn. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.